Chào mừng quý vị đến với bản tin 60 giây của Vietnam Plus News. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Truy tìm Tổng Giám đốc lừa đảo 600 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu. Phụ huynh tố giám thị ép thí sinh vào nhà vệ sinh chụp ảnh bài thi. Từ ngày 1 tháng 7, chồng không được phép ly hôn dù vợ mang thai sinh con với ai. Từ ngày 15 tháng 6, rút giấy phép cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn điện tử. G7 yêu cầu Nga bồi thường 486 tỷ USD cho Ukraine. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh phát đi thông báo truy tìm ông Lê Quốc Kỳ Quang, tổng giám đốc công ty cổ phần Hưng Vượng Developer nhằm xác minh, điều tra đơn của nhiều người tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản 600 tỷ đồng. Theo thông tin ban đầu, ngày 6 tháng 7 năm 2021, công ty Hưng Vượng Developer ban hành nghị quyết về việc phát hành 6.000 trái phiếu, có mệnh giá 100 triệu đồng một trái phiếu, tổng giá trị 600 tỷ đồng. Trái phiếu này có tài sản đảm bảo, lãi suất 12% một năm, kỳ hạn 18 tháng, ngày đáo hạn mùng 2 tháng 2 năm 2023. 120 nhà đầu tư sơ cấp đã mua hết lượng cổ phiếu trị giá 600 tỷ đồng nói trên. Tuy nhiên, đến thời điểm ngày 14 tháng 7 năm 2023, Hưng Vượng Developer chỉ mới thanh toán một phần tiền lãi cho các nhà đầu tư. Phần lãi còn lại và khoản gốc 600 tỷ đồng thì không thanh toán. Hiện Lê Quốc Kỳ Quang không còn ở nơi cư trú và hai cá nhân liên quan là nhân viên công ty thì công an đã mời nhưng vẫn chưa đến làm việc. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra vào hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 6 với 3 môn lần lượt là ngữ văn, tiếng Anh và toán. Sáng mùng 7 tháng 6, sau khi các thí sinh hoàn thành bài thi môn toán, trên mạng xã hội đã xuất hiện bài viết của một phụ huynh tố giám thị đã yêu cầu thí sinh mang bài thi môn toán ra ngoài phòng thi, sau đó dùng điện thoại chụp toàn bộ bài thi của thí sinh. Bài đăng cho biết thêm, cán bộ coi thi trên đã mời 3 đến 4 em làm bài nhanh nhất, có mã đề khác nhau vào nhà vệ sinh chụp ảnh bài làm. Chủ tịch hội đồng thi, điểm thi trường trung học phổ thông Nguyễn Đăng Đạo cho biết, thông tin đang lan truyền trên mạng không có cơ sở, chưa biết đúng sai. Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh xác nhận bước đầu có xảy ra vi phạm quy chế, giám thị bị phản ảnh là giám thị số 1 trong phòng thi. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, xác minh sự việc. Để cụ thể hóa quy định tại khoản 3 điều 51 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Hội đồng Thẩm phán, Tòa án Nhân dân tối cao đã có hướng dẫn cụ thể các trường hợp chồng không được xin ly hôn vợ. Trong đó, có trường hợp vợ đang có thai, được giải thích là khoảng thời gian vợ mang trong mình bào thai và được cơ sở y tế có thẩm quyền xác định cho đến thời điểm sinh con hoặc thời điểm đình chỉ thai nghén. Chồng không được quyền ly hôn dù vợ có thai với ai. Chồng của người nhờ mang thai hộ cũng không có quyền yêu cầu ly hôn khi vợ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi hoặc khi người mang thai hộ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe tâm lý và thể chất của người vợ cũng như đứa con chưa chào đời. Nếu chồng đơn phương ly hôn trong giai đoạn này, nó có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng đến sức khỏe của cả mẹ và con. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ ngày 15 tháng 6, đơn vị nào không thực hiện hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế trong mua bán vàng sẽ bị rút giấy phép. Quy trình xuất hóa đơn điện tử được nhiều chủ cửa hàng cho rằng không có bất kỳ vướng mắc hay bất tiện. Khi nhận tiền thanh toán, nhân viên bán hàng sẽ cập nhật thông tin của khách hàng trên hệ thống. Sau khi thủ quỹ xác nhận thanh toán, thông tin sẽ kết nối với cơ quan thuế. Nếu không có lỗi đường truyền, chỉ vài phút sẽ nhận được hóa đơn điện tử cơ quan thuế trả và gửi khách hàng. Khách hàng có thể lựa chọn lấy bản mềm qua email hoặc bản cứng. Theo số liệu mới nhất từ Bộ Tài chính, đã có 7.225 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh vàng bạc áp dụng giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền với số lượng 1,34 triệu hóa đơn điện tử đã sử dụng. Với người tiêu dùng, bán hàng có hóa đơn điện tử sẽ đảm bảo được quyền lợi khi mua vàng, có chứng minh nguồn gốc, chất lượng, cũng tránh bị ép tuổi vàng. Theo một tuyên bố chung được các nhà lãnh đạo thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đưa ra ngày 14 tháng 6, Nga phải bồi thường 486 tỷ USD cho Ukraine về những thiệt hại do cuộc xung đột gây ra. Mỹ và các đồng minh G7 gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy và Nhật Bản cho rằng tài sản của Nga sẽ bị đóng băng cho đến khi Moscow chấm dứt xung đột và tiến hành bồi thường. Phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản của chính phủ Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraine. G7 cũng cho biết sẽ triển khai giúp Ukraine có được khoản vay ước tính 50 tỷ USD từ nay đến cuối năm. Khoản vay trên dự kiến được bảo đảm bằng lợi nhuận từ tài sản Nga đang bị đóng băng tại châu Âu và Mỹ trong tương lai.
Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng bất kỳ hành động nào đối với tài sản của mình đều sẽ bị coi là trộm cắp và vi phạm luật pháp quốc tế. Moscow cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng nếu phương Tây đe dọa tịch thu tài sản của Nga. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.